Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, trong bà Lan là ông Chu Lộc Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, 18 bị cáo khác gồm Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Thị Phi Loan, Trần Thị Mỹ Dung, Lê Khánh Hiền, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Duy Phương, Phan Tấn Trung, Nguyễn Ngọc Tú, Mai Hồng Chín, Phạm Văn Phi, Nguyễn Cửu Tính, Nguyễn Tuấn Anh, Dương Tấn Trước, Đào Trí Kiên cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí Đông Phương, kháng cáo xin không chịu phần bồi thường liên quan đến công ty dầu khí Đông Phương bị tuyên phạt 8 năm tù về tội, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB cũng có đơn kháng cáo, Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai và Công ty Cổ phần TNH Hạ Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạng Âu Lạc Quảng Ninh kháng cáo về phần tiền phải trả cho Trương Mỹ Lan. Trước đó, ngày 11 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trong bà Lan là bị cáo Chu Lộc Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 4 án trung thân với 4 bị cáo gồm ba cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB, bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trốn truy nã, xét xử vắng mặt, bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. Về dân sự, trong số 1.237 bất động sản bị cây biên, có 6 bất động sản của công ty cổ phần đầu tư quốc cường Gia Lai. Đến nay, công ty này muốn được gỡ cây biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số bất động sản này. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng phía công ty Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.882 tỷ đồng, do đó để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà Lan, tòa tuyên khi nào công ty này hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản trước đó. Tòa cũng buộc công ty cổ phần TEH Hạ Long và công ty Âu Lạc của ông Đào Hồng Tuyển nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng đã nhận của bà Lan để đảm bảo thi hành án. Đối với quan hệ thế chấp bảo đảm liên quan các quyền sử dụng đất của công ty Âu Lạc và công ty Hạ Long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. Theo dự kiến ngày 15 tháng 5 tới đây tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo trong vụ án Kistec Việt Á. Theo đó hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán do thẩm phán Phạm, Phạm Văn Tuấn làm chủ tọa. Hiện có hơn 10 luật sư tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có luật sư Trần Nam Long bào chữa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày liên tục. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch Kim Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Ngoài ra, một số bị cáo khác cũng kháng cáo, trong đó có bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế, tổng cộng 12 bị cáo trong vụ án có kháng cáo. Công ty Việt Á kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án. Công ty Việt Á còn yêu cầu các tổ chức mua test xét nghiệm không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho Việt Á theo như hợp đồng đã ký kết. Phía Việt Á còn kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét về phần tài sản liên quan. Trước đó, ngày 12 tháng 1, Hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án Việt Á. Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt 29 năm tù về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Thanh Long nhận mức án 18 năm tù tội nhận hối lộ. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng nhận án 14 năm tù về tội nhận hối lộ, hai cựu lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ là Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng và Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng, phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, cùng bị tuyên phạt 3 năm tù. Theo nội dung vụ án đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương biện pháp để ứng phó, trong đó có giao cho Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tích cực triển khai việc nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Khi đó, Phan Quốc Việt đã đặt vấn đề thống nhất với Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ, về việc giúp công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài phát triển kit chẩn đoán viêm phổi do virus corona do Học viện Quân y chủ trì, với mục đích sử dụng kết quả để sản xuất, bán thương mại kích xét nghiệm. Tổng Giám đốc Việt Á thỏa thuận về việc chia phần trăm doanh thu của công ty Việt Á từ việc tiêu thụ kích xét nghiệm, trao đổi bàn bạc để giúp công ty Việt Á sử dụng biên bản nghiệm thu đề tài để lập hồ sơ gửi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, sản xuất, bán ra thị trường, giúp công ty Việt Á hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Phan Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần với tổng số tiền 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng. Ngoài ra, để tiêu thụ kích xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn và được thanh toán theo giá đã nâng khống, Phan Quốc Việt và cấp dưới đã thông đồng, cấu kết với lãnh đạo nhân viên các cơ sở y tế công lập, thực hiện hành vi trái quy định về đấu thầu, ứng hàng sử dụng trước, hợp thức thủ tục, hồ sơ thanh toán sau, theo đơn giá do công ty Việt Á đưa ra. Quá trình tiêu thụ kích xét nghiệm, Phan Quốc Việt chỉ đạo các nhân viên tính toán và chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng, trực tiếp hoặc chỉ đạo đưa hối lộ tổng cộng hơn 34 tỷ đồng cho các lãnh đạo nhân viên tại các cơ sở y tế công lập trên phạm vi cả nước. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can, trong đó bị can Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Ba bị can là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An ba bị can là lãnh đạo, cán bộ quản lý ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành ra soát, kiểm tra các gói dự án, gói thầu có liên quan tới tập đoàn Thuận An. Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Ngày 21 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Ông Phạm Thái Hà bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các lệnh quyết định này. Ngoài ông Phạm Thái Hà, cơ quan chức năng cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 bị can gồm Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ Quy định tại khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang ông Nguyễn Văn Thảo và ông Đàm Văn Cường bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật